Kính chào quý chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Phương Vlog Cuộc Sống Malaysia nha. Thì hôm nay Phương chuẩn bị đi ra giường để Phương ủ cái phần rác nhà bếp cho cây trồng ở cả nhà. Thì cũng có nhiều bạn hỏi Phương á về cái vấn đề rác nhà bếp á, ủ rác nhà bếp như thế nào, rồi phân rác nhà bếp nó có ảnh hưởng gì đến cây hay không, rồi cách ủ có cần bỏ thêm những cái men, những cái vi sinh gì hay không, rồi phân này á bao lâu nó mới phân quỷ, rồi nó có hôi hay là không. Nhiều bạn hỏi lắm luôn, thì Phương cũng đã chia sẻ qua rất là nhiều lần. Thì hôm nay Phương sẵn Phương ủ cái phân rác cho nhà bếp nè, thì bây giờ Phương xin chia sẻ thêm một lần nữa ha. Thì cho bạn nào mà mới biết Phương á, mới biết mà cái phân rác nhà bếp này á, thì Phương sẽ chia sẻ cho các bạn ha, rồi Phương giải thích những cái vấn đề mà các bạn hỏi Phương luôn ha. Rồi Phương chia sẻ với các bạn á cái cách ủ phân này, rồi chăm sóc cho cái cây như thế nào. Hôm nay sẵn Phương chia sẻ hết luôn ha. Thì trước tiên các bạn hỏi Phương á, thì cái phân rác nhà bếp này ủ cho cây á có ảnh hưởng gì đến cây không, cây có bị nấm gốc hay không, thì không có nha các bạn. Thì Phương ủ cái phân này á, là Phương ủ nay cũng cả năm mấy rồi, Phương làm cái phân này cho cây thì nay cũng đã năm mấy rồi. Thì Phương thực hành á, Phương thấy tốt quá cho nên là Phương mới chia sẻ cho cả nhà nó, cho nên là cả nhà yên tâm ha. Nếu như mà cả nhà mà chưa có làm qua thì cả nhà nên làm thử đi, tại vì Phương hay nấu cơm mỗi ngày, cả nhà Phương nấu ăn mỗi ngày thì có rác nhà bếp rất là nhiều á. Ba cái củ quả nè, rau quả thừa, cái vỏ củ quả này kia đó, thì mình bỏ đi mình thấy uổng quá, cho nên là Phương mới làm cái cách này để Phương ủ phân cho cây ha. Thì Phương làm nên một năm mấy rồi cả nhà, cây nó tốt bình thường, chưa bao giờ mà cây mà nó chết thì là nó bị nấm cây hơn cả nhà. Nấm cây là do cái cây mình nó bệnh đó cả nhà, nó mới bị nấm ha, chứ phải là do cái rác nhà bếp này làm ra. Tại vì mình ủ phân rác nhà bếp này cho cây á là mình đã làm một cái hũ á, rồi mình đục lỗ xung quanh cái hũ á, mình mới chôn xuống ở dưới đất, xong rồi á mình bỏ rác nhà bếp á, mình mới trồng cái cây vô nó, cho nên là cái cây nó hấp thụ phân từ nhỏ đến lớn á, thì nó sẽ quen với lại cái môi trường đó, cái cây nó không bị sến bạn. Còn như mà cái cây mà các bạn chẳng hạn như cây đang bình thường nè, mà các bạn lấy rác các bạn đổ vòng vòng cái gốc của nó, thì cái này nó sẽ ảnh hưởng cây, những bạn nó có thể chết cây, nó có thể bị nấm cây ha. Còn cái vấn đề mà Phương chia sẻ là mình bỏ trong cái hũ riêng á, mà để mình ủ cho cây á, thì những cái phân ở trong cái hũ này nó sẽ tiết ra ngoài cho cây, thì cây nó khỏe mạnh, nó tốt, nó lớn bình thường ha. Rồi cái thứ hai á là các bạn hỏi Phương á, ủ phân này á có cần bỏ cái nấm vi sinh hay là cái nấm trích tro gì đó, em vi sinh đó, có cần bỏ những cái thứ này không, thì Phương không có bỏ nha các bạn. Phương là ủ không chứ Phương không có bỏ những cái thứ này ha. Tại vì cái chỗ của Phương á, Phương ở Malaysia các bạn, cho nên là Phương mua những cái nấm, những cái men á rất là khó mua, tại vì Phương không có biết chỗ để mua, cho nên là từ nào đến giờ Phương ủ phân rác là Phương ủ không chứ Phương không có dùng những cái nấm, những cái men gì hết ha. Thì mỗi ngày á Phương đều tưới nước vô những cái hũ rác nhà bếp này, mình tưới nước vô mỗi ngày với bạn, cho phân nó nhanh phân quỷ á. Thì các bạn hỏi á bao lâu mới phân quỷ, thì nó nhanh phân quỷ lắm nha các bạn, bỏ vô chừng 3 ngày 4 ngày là nó xẹt những cái rác này xuống hết rồi nó. Thì hôm nay Phương sẽ bỏ rác nhà bếp, rồi Phương sẽ cập nhật bao nhiêu ngày cho cả nhà xem ha, xem cái rác này nó phân quỷ rồi nó tốt cây như thế nào, Phương sẽ cập nhật cho cả nhà xem luôn. Nó rồi thêm một cái nữa là các bạn hỏi á, ủ cái phân rác nhà bếp này cho cây đó, rồi có cần bón thêm những cái phân gì khác hay không, thì có nha các bạn. Cái phân rác này là những cái phân phụ thôi, tại vì mình bỏ cái rác nhà bếp này đi mình thấy nó tiết uổng á, cho nên là mình giữ lại để mình làm phân cho cây này, giống như là phân phụ thôi, chứ những cái phân khác thì mình phải bón nha các bạn, tại vì cây ăn trái á là nó cần nhiều phân. Nó cần phân NPK nè, kali nè, rồi canxi nè, nó rồi thêm phân gà hay là phân cá gì đó, rồi trứng sữa chuối nữa các bạn. Cây ăn trái rồi nó cần nhiều phân lắm, cho nên là mình phải bổ sung thêm ha, bổ sung thêm cho dưỡng hoa cho đậu trái các bạn. Nó thì các bạn hỏi bón phân rác thế này á, thì làm sao mình biết được là phân nó nhiều, phân nó ít, rồi mình muốn giảm phân là mình giảm như thế nào. Thì cái phân rác này các bạn ủ cho cây á, thì các bạn ủ bình thường, rác nó cứ xẹp xuống mình cứ bỏ vô nó. Còn cái phân mà dạng như NPK là phân gà, phân cá này nọ kia mình bổ sung thêm á, nếu như mà mình thấy cái phân rác này á mình bỏ cho cây mà thấy cây của mình nó tốt quá các bạn ơi, cây nó tốt quá, thì cái phân NPK, phân gà
những cái phân này mình gọi là phân tổng hợp đó các bạn, thì những cái phân này mình giảm xuống ha, mình tiết kiệm, mình giảm những cái phân đó lại, tại vì mình bỏ cái phân rác này thì cây nó đã quá tốt rồi, cho nên là cái phân tổng hợp kia thì mình giảm lại ha. Nó thì mình bổ sung phân cho cây thì mình theo dõi cái cây của mình các bạn, mình theo dõi rồi mình thấy cái cây của mình bón phân xong á, khoảng một tuần lễ sau mình thấy cây của mình nó có phát triển không, có tốt hay không, nó thì mình sẽ giảm cái lượng phân á, mình tự giảm, tự cân lượng mình tự giảm nha các bạn, chứ các bạn đừng có bón theo người ta. Chẳng dụ như người ta nói là một tuần lễ là bón bao nhiêu nó, thì các bạn làm theo y chang của người ta vậy, nhưng mà cây của các bạn nó quá tốt rồi mà các bạn làm theo cái công thức của người ta thì cái cây của các bạn nó sẽ bị dư phân ha. Cây mà dư phân nó cũng sanh ra nhiều bệnh lắm các bạn, bệnh này bệnh kia đủ thứ hết, cho nên là các bạn trồng cây mà các bạn phải theo dõi cái cây của mình ha. Cái cây của mình thấy nó tốt quá thì mình giảm phân lại. Cây của mình thật sự ra là nó quá tốt rồi mà mình bón theo người ta nữa thì nó dư phân, nó sẽ ảnh hưởng cái cây của mình, cây của mình nó sẽ bị hư các bạn. Nó rồi thêm một phần nữa, các bạn làm theo cái công thức của người ta nhưng mà cái cây của mình nó không có tốt. Nó các bạn cứ bón mà tại sao cây của mình nó không tốt? Nó các bạn làm theo công thức của người ta nhưng mà nó không có thích hợp với cây của mình á thì các bạn nên sửa đổi đi ha. Các bạn đừng có làm theo cái công thức của người ta nữa. Cái thứ nhất là các bạn tăng phân lên. Nó, cái thứ hai là các bạn giảm phân xuống. Mình theo dõi cây của mình để mình lượng phân nha các bạn. Chứ các bạn đừng có xem rồi các bạn làm theo. Nhiều khi phân của mình nó khác. Nhiều khi phân của các bạn nó khác, cho nên là cái liều lượng là nó không có giống nhau được. Cho nên là mình tự xem cái liều lượng phân của mình, mình tăng giảm ha. Rồi bây giờ Phương sẽ đi quay ở ngoài vườn, cái chỗ mà Phương chuẩn bị bỏ phân rác nè các bạn. Thì hôm nay Phương bỏ phân rác á, là Phương bỏ cho cây dưa lê với lại cây dưa gang nha các bạn. Nói chung là cái phân rác này các bạn bỏ cho cái cây gì cũng được hết. Nhưng mà mình khuyên các bạn á, là các bạn nên làm cái hũ rác nhà bếp này là lúc cái cây nó còn nhỏ nha các bạn. Từ lúc cây mà còn nhỏ mà mình chuẩn bị trồng ra đó, thì đất này mình làm sẵn rồi á, thì mình vô cái hũ rác nhà bếp này vô luôn. Rồi mình có phân rác mình bỏ vô luôn cũng được đó. Rồi mình trồng cái cây vô, làm từ nhỏ cho cái cây của mình nó sẽ quen á các bạn, nó quen cái môi trường á, là cây nó hút phân bình thường, nó không có bị gì hết ha. Còn nếu như mà cái cây của các bạn mà nó lớn rồi á, mà các bạn chôn cái hũ vô các bạn moi đất á, thì nó ảnh hưởng cái gốc của mình thì nó sẽ gặp nhiều cái trường hợp không tốt ha. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng đi ra ngoài vườn để bỏ phân với mình nha. Đây nè các bạn, đây là cây dưa gang của mình ha, bên đây mình trồng dưa gang nè. Ở bên đây là cây dưa lê ha, cây dưa lê siêu ngọt này là lần đầu tiên mình trồng luôn. Thì mình trồng xuống đây được 5 ngày rồi các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình bỏ rác vô ha. Cái hũ này là có đục lỗ nha các bạn, mình đã có chia sẻ qua ha, có đục lỗ vòng vòng, tất cả hũ đều đục lỗ, đục đều lỗ hết luôn nè các bạn, thấy lỗ to không nãy chưa. Bây giờ mình sẽ bỏ rác vô. Đây rác nhà bếp nè các bạn. Đây. Rác nhà bếp thì có tất cả rau quả thừa cái gì trong nhà bếp mình làm á là mình đều bỏ vô cái thùng này hết ha. Rồi mình sẽ đem mình bỏ cho cây. Còn cái này là cái rác thứ hai nè các bạn, cái này là ruột cá nè các bạn. Thì trước tiên mình sẽ bỏ cái phân cá này ở dưới đất nha các bạn. Đó, hôm nay mình dùng phân rác nhà bếp là phân rác nhà bếp rau củ quả thừa nè các bạn, với lại cá tươi ha. Đây là ruột đầu cá người ta mần ra không cần nữa các bạn, mình đi xin về nè, mình bỏ một bọc bỏ tủ lạnh. Khi nào mình cần bón cho cây thì mình lấy ra mình xả đông rồi mình bỏ vô cây ha. Cá gì cũng được các bạn ơi. Đầu cá, ruột cá, vỏ tôm hay là cá đồng rồi đó. Nói chung là cá gì cũng được hết. Cá này nó có rất là nhiều đạm nha các bạn. Bón cho cây lúc nhỏ rất là tốt luôn á. Thì các bạn cũng hỏi mình á, dùng cái phân rác này nó có hôi hay không á. Thì cái chỗ mà mình ủ phân á, cái chỗ mình để phân rác các bạn, thì nó có mùi nha các bạn. Nhưng mà nó không có bay đi ra ngoài. Mình làm xong mình đậy kín lại, mỗi ngày mình tưới nước vô mình đậy kín. Thì cái mùi của nó là nó chỉ ở cái chỗ này thôi, chứ nó không có bay phản phát mà ra ngoài xóm làng hay là bay vô trong nhà, không có nha các bạn. Hồi trước mình chưa có làm mình cũng tưởng tượng thấy ghê lắm các bạn ơi, nhưng mà mình làm rồi á mình mới biết ha, chứ mình chưa có làm mình cứ tưởng tượng, nhưng mà thật ra nó không có mày thấy ghê giống như các bạn tưởng tượng đâu. Nhiều bạn hỏi là để như thế này á rồi tưới nước vô rồi lại nước nó rỉ xuống ở dưới sàn nhà chắc nó hôi vậy lắm. Không có hôi nha các bạn, mình tưới nước vừa đủ vô nó chỉ đủ ngắm nó cho cây thôi, chứ nó không có mà chảy ra ngoài mà có mùi này kia nọ. Với lại cái sàn nhà mình á, mình trà rửa vệ sinh mỗi ngày, cho nên là cái vườn của mình rất là sạch sẽ các bạn ơi. Tại vì cái phòng ngủ của mình á, đây là cái phòng ngủ của mình, các bạn thấy nè,
phòng ngủ mình ngay chỗ cái giường luôn, nếu như mà có mùi á là đâu có ngủ rồi đâu các bạn. Thế là ông xã mình ông kỹ lắm, ông xã mình mà ông nghe mùi cá mùi rác đâu á là ông ói các bạn ơi, cho nên là nếu mà có mùi là ông xã mình không có cho làm đâu. Các bạn yên tâm ha, các bạn yên tâm làm, các bạn chưa có làm các bạn cứ tưởng tượng không, các bạn ghê lắm. Còn các bạn làm qua rồi thì các bạn sẽ biết ha. Bây giờ Phương sẽ bỏ phân vô rồi Phương cập nhật cái cây này mỗi ngày cho các bạn xem luôn ha. Rồi trước tiên mình sẽ bỏ cá vô nha các bạn. Đây mình sẽ bỏ cá vô trước nè. Các bạn bỏ vô cá ở dưới, còn rác mình bỏ trên. Rồi mình sẽ đậy kính lại, mỗi ngày mình tưới nước, mình cứ tưới nước vô. Đây tiếp mình đây. Phương làm cách này nay một năm mấy rồi cả nhà ơi. Phương chia sẻ với các bạn là thật luôn á. Phương làm qua rồi Phương mới chia sẻ chứ không phải mà Phương nói không đâu các bạn. Làm qua rồi thành công nè, Phương mới chia sẻ cho cả nhà để cả nhà tận dụng những cái rác để mình làm phân cho mình đỡ mua tiền phân kia hơn. Mình dùng cái phân này nó tốt, mình sẽ giảm cái phân kia các bạn, mình không có bỏ nhiều phân kia ha. Mình bỏ một lượng ít thôi, những bạn đừng có bỏ nhiều quá. Rau củ quả thừa lên trên. Các bạn dùng cái chậu to thì các bạn làm cái hũ nhựa to ha. Còn Phương thì Phương cái chậu này nó nhỏ cho nên là Phương dùng cái hũ cái chai nước ngọt lít rưỡi này cho nó nhỏ nè. Để mình để vô trong đây mới được chứ cái hũ bự nó để nó chiếm hết chỗ cả nhà. Nè cái này là cái chậu to nè các bạn. Mình dùng cái bình dầu 5 lít mình làm để mình ủ rác nè. Ở trong vườn mình là mình làm hết luôn á các bạn ơi. Mình nói mình chia sẻ thiệt chứ không phải mà mình nói không cho các bạn nghe đâu, mình có làm là mình quay cho các bạn xem luôn nè. Thì ai theo dõi Phương lâu rồi á thì đều biết ha, Phương là chuyên là ủ rác và bếp cho cây á nè. Cái này nó bự nè các bạn, mình dùng cái hũ này khoảng 5 lít ha, mình cũng ủ rác và bếp thôi các bạn nè. Đó, cái thùng mút nè là mình dùng cái hũ nhựa bự này ha. Đó, còn ở đây thì mình làm cái hũ nhỏ này, ở đây mình trồng dưa các bạn. Mình ủ xong rồi mình vài bữa rồi mình cập nhật cho cả nhà xem ha. Cả nhà xem cái nó phân quỷ phân như thế nào. Nhiều bạn nói là chắc mấy tháng cả năm nó mới phân quỷ. Không có đâu các bạn ơi, phân cá thì 10 ngày mình bỏ một lần ha. Còn cái phân rác này chừng 3 ngày là nó mất tiêu hết rồi, nó xẹp xuống hết trơn rồi. Đây bây giờ Phương bỏ cho cả nhà xem ha. 3-4 ngày sau Phương cập nhật cho cả nhà xem coi rác này nó như thế nào. Các bạn ở gần chợ á, các bạn cứ đi xin rau củ quả thừa vậy các bạn bỏ cũng được nữa. Nhiều bạn hỏi có dồi hay không, thì nếu mà mình đậy mà có con côn trùng con ruồi rồi nó vô các bạn thì có con dồi ha. Nhưng mà con dồi nó cũng không có ảnh hưởng gì cây các bạn ơi, đừng có sợ nha. Cũng không sao hết trơn, hồi trước mình cũng sợ nữa nhưng mà mình làm riết mình quen các bạn ơi. Thì có dồi thì nó còn nhanh phân quỷ hơn nữa, tại con dồi nó đục rác á các bạn. Các bạn đừng có sợ, nó không có ảnh hưởng gì cây hết. Mà nó cũng không có cắn mình luôn nữa. Tại mình thấy nó mình sợ vậy thôi. Mình bây giờ mình cũng quen rồi, mình không có sợ con gì hết. Mình chỉ sợ con con rắn như là con đẻ thôi. Còn con sâu, con dò là bây giờ bình thường rồi. Làm vườn nó mình quen rồi. Rồi Phương bỏ rác xong rồi thì Phương tưới sương sương cả nhà. Lúc này trời mưa nhiều mình cũng cần tưới nhiều nước. Bạn ơi tưới sương sương thế này thôi. Cái rác nhà bếp này các bạn mỗi ngày tưới thì các bạn tưới vào ha. Tưới như thế này, xong rồi mình đậy kính lại như thế này nè, nó không có bay cái mùi hôi ra ngoài nha các bạn. Đó, mình mỗi ngày tưới nước thì mình chịu cực mình dở ra mình tưới vô như nè. Phương ngủ không, Phương không có dùng nấm hay là men gì hết trơn á. Rồi Phương đã bỏ rác cho cây xong rồi cả nhà. Rồi, Phương cũng đã tưới cho cây xong rồi thì vài ngày nữa Phương sẽ cập nhật cho cả nhà xem ha. Thì hôm nay Phương chia sẻ với cả nhà ở đây là cái cách riêng của mình ha. Mình làm như thế nào thì mình chia sẻ cho các bạn thấy đó ha. Còn người khác làm thì Phương không có biết. Đó thì Phương làm, Phương thực hành, Phương làm cái này nay cũng là một năm mấy rồi cả nhà. Cây của mình nó chỉ tốt thôi chứ không có vấn đề gì khác ha. Cho nên là Phương chia sẻ tất cả cho mọi người. Còn ai mà có cái cách khác nữa thì các bạn chia sẻ cho mọi người ha. Còn đây là cái cách riêng của mình ha. Thì vài ngày nữa mình sẽ cập nhật cái phân rác này cho cả nhà xem ha. Rồi xem cái cây của mình nó như thế nào. Thì hôm nay cây dưa của mình nó được 5 ngày ha cả nhà. Phương chào cả nhà nha. Thì hôm nay rác nó được 3 ngày cả nhà. Mình cả nhà thấy rác nó xẹp xuống rồi nè.
Ủa thì cái rác này nếu mà nó xẹp xuống thì mình cứ bỏ vô ha. Rau củ quả thừa nè. Còn nếu như mà cá thì khoảng 10 ngày cả nhà, 10 ngày mình mới bỏ ha. Còn cái rau quả này nó xẹp xuống thì mình cứ bỏ vô nè, cả nhà thấy. Có 3 ngày nó xẹp xuống một khúc à. Thì mỗi ngày mình tưới nước mình đều tưới vô ha. Đây cái nó xẹp xuống hết trơn rồi cả nhà. Thì cái phần này khoảng tuần lễ 10 ngày á, cây này nó mới hút dinh dưỡng cái phần này để nó phát triển ha. Này mới có 3 ngày thôi cả nhà ơi. Để cây lớn mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem ha. Phương chào cả nhà nha. Đây thì dưa của mình được 11 ngày nè cả nhà. Đó thì cái dưa gang này nó lớn rất là nhanh luôn rồi nha. Còn cái dưa lê này lần đầu tiên mình trồng mình thấy nó chậm quá trời chậm luôn. Cái dưa lê này mình thấy nó khó chăm cả nhà ơi. Dễ chăm nhất là cái dưa gang nè. Cái dưa gang này mình gieo sau luôn á, mà người ta bự trước luôn nè. Thì cây nó còn nhỏ mà mấy cái nhánh này mình ngắt mình bỏ hết ha. Mình đợi cây nó lên khoảng 10 lá, 8-9 lá, 10 lá thì mình mới để nhánh ha. Thì cây này nó bự quá trời nè cả nhà. Thì sau 10 ngày á thì mình có thể bỏ thêm cái phân cá nha cả nhà. Đây là Phương mới bỏ thêm phân rác nữa nè. Nó thì phân rác nó xẹp xuống mình cứ bỏ vô. Còn phân cá thì mình 10 ngày mình bỏ một lần. Thì trồng cái dưa này thì mình bỏ khoảng 3 lần phân cá là mình ngưng nha cả nhà. Tại vì cái dưa mấy cái dưa này á nhiều đạm quá thì nó sẽ dẫn tới là bị nứt trái á, cho nên là cái giai đoạn trái là mình không có bỏ phân cá nữa ha. Mình chỉ cung cấp phân kali nè, NPK với lại phân dịch chuối ha. Đó, cái giai đoạn trái thì mình không có bón đạm nữa, mình bón mấy cái phân kia để dưỡng trái. Cái dừa này nó èo cả nhà ơi, nó lâu lớn quá trời luôn. Mấy hôm bữa trời mưa nhiều á, nó bị riệp sáp á cả nhà, nó bị riệp nè. Nó bị mấy con riệp vàng vàng nè. Bu đầy lá hết trơn, nó hút dinh dưỡng á, cho nên là cây rất là chậm lớn. Các bạn nên kiểm tra thường xuyên á, để mình phun mấy cái này các bạn, phun mấy con bọ trĩ lại mấy con riệp rồi để cây nó khỏe ha. Cây của mình nó bị riệp á các bạn, cho nên là nó càng chậm hơn nữa. Các bạn thấy sau 10 ngày thì cái phân cá nó tiết ra ngoài cho cây á, cây rất là tốt, rất là xanh luôn nè. Cây rất là xanh nha các bạn. Đó, các bạn yên tâm mà dùng phân rác ha. Cũng có rất là nhiều bạn á, muốn biết cái phân này như thế nào thì mình chia sẻ ha. Thì mình chia sẻ cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cũng có nhiều bạn mới á, cũng chưa có hiểu rõ, cho nên là Phương chia sẻ thêm ha. Ở bên đây thì toàn bộ là dưa gang nha cả nhà. Đó, cái dưa gang này là trồng sau cái dưa lê á, mà cái dưa gang này nó nhanh lớn lắm cả nhà ơi. Mình trồng dưa gang này cũng nhiều lần, mình thấy cái dưa gang này nó dễ trồng nhất. Đó, thì cái dưa gang này mình cũng bỏ phân rác, phân cá vô rồi ha. Cây rất là xanh, rất là tốt nè các bạn. Đó thì cũng có nhiều bạn hỏi Phương á, ủ phân rác trực tiếp cho cây trồng như thế nào, rồi cây nó có bị nấm bệnh hay là có bị chết cây, rồi cây có tốt hay không á. Thì hôm nay Phương đã chia sẻ hết cho cả nhà rồi ha. Phương hy vọng là cả nhà sẽ thành công để mà mình nấu ăn, cả nhà có rác nhà bếp nhiều á thì mình gom lại đó để mình làm phân để cho tốt cây trồng của mình ha. Đó thì các bạn phải làm đúng cách ha, mình ủ đúng cách á thì nó không có hại đến cái cây của mình các bạn. Còn nếu như mà các bạn làm sai cách á thì nó sẽ hại đến cái cây của mình ha, nó sẽ dẫn đến là chết cây đó các bạn. Tại vì mình muốn ủ phân rác này á trực tiếp cho cây trồng á để mình khỏi mất công mình ủ riêng rồi mình tưới thì nó phiền phức á các bạn. Cho nên là Phương làm cái cách này là ủ trực tiếp cho cây luôn mà không có ảnh hưởng hay là hại cái cây gì hết. Thì các bạn cũng thấy cái cây dưa của mình nó rất là tốt luôn ha. Đó thì các bạn phải làm một cái hũ riêng như thế này để mình ủ, chứ các bạn đừng có để mà nguyên mà rác nhà bếp mà các bạn bỏ trên cái mặt của gốc cây á, mặt đá các bạn. Thì cái cách đó là không được nha các bạn. Cái đó thì nó sẽ làm úng làm chết cái cây của mình luôn. Tại vì nó nằm ở bên ngoài á, nó tiếp xúc với lại không khí bên ngoài các bạn, nó có mầm bệnh, nó có nấm bệnh á, thì nó vô trong cái rác đó thì nó sẽ lan ra ngoài, nó làm chết cái cây của mình ha. Còn ví dụ như mà mình bỏ trong cái hũ như thế này nè, mình đậy kín lại
thì cái không gian ở trong đó đó nó chỉ tiết cái phân đi ra ngoài cho cây thôi, chứ nó không có mà ảnh hưởng mà bên ngoài nấm bệnh hay là vi khuẩn này kia các bạn, thì nó không có hại cây của mình á. Thì Phương làm cái cách này á, nay cũng là một năm mấy, hai năm nay cả nhà, nó thì Phương thấy á, an toàn, hiệu quả tốt cho cây mà không có ảnh hưởng gì đến cây của mình hết, cho nên là Phương mới chia sẻ với cả nhà. Thì Phương chia sẻ cũng nhiều cả nhà ơi, Phương chia sẻ cũng rất là nhiều ha, nhưng mà cũng còn nhiều bạn mới á, thì các bạn không không biết á, thì các bạn cứ hỏi Phương á là ủ phân rác này trực tiếp với cây trồng như thế nào á. Thì hôm nay Phương làm cái clip này để Phương chia sẻ thêm với cả nhà ha. Thì Phương chúc cho cô chú anh chị và các bạn thành công. Thì video của Phương tới đây Phương cũng xin được kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Phương nha. Cô chú anh chị và các bạn nhớ cho Phương xin một like, một chia sẻ, và đăng ký kênh ủng hộ Phương để Phương có động lực Phương ra nhiều clip hay hơn để chia sẻ với cả nhà ha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn được dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công hơn công việc. Rồi ở nhà có trồng vườn cây trái thì lúc nào cũng xanh tươi và đẹp ha, sai trái sai quả. Bây giờ Phương xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.